Wow, các bạn nhìn nè, 1, 2, 3 bằng châu nè. Ồ, cục đá siêu bự luôn, mình sẽ để lên nè các bạn. Ồ, chiếc xe bèn bèn xuống, chiếc xe nó lại nó ủi chiếc xe kia kìa. Ồ, no, ồ, nó đang ủi lên chiếc xe luôn, ghê. Ồ, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng đi kiếm đồ chơi với mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có một chiếc xe container nè các bạn, chở theo một con chó nè các bạn ơi. Wow, một con cá mập màu xanh nước biển nè. Ồ, một con trâu màu đỏ nè các bạn. Wow, có một con rắn nữa nè. Đó, chiếc xe màu xanh nước biển nhìn đẹp chưa? Ống khói với cái còi được mạ chrome nè các bạn. Dưới này là chỗ cho tài xế ngồi lái xe nha. Bây giờ mình sẽ để con rắn lên nè các bạn. Sau đó mình sẽ để con chó đốm lên nè các bạn. Sau đó mình sẽ để con cá mập nè là các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để con trâu nè các bạn. Wow, chiếc xe này nhìn xíu dài luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở bên này mình thấy có một chiếc xe gì nè các bạn. Wow, đây là một chiếc xe container nè. Có hai con mắt nhìn rất là đẹp luôn nha. Ở đây cái nón đội còi xe nè. Trên này chở thêm một chiếc máy bay trực thăng cảnh sát nha các bạn. Ở đây chở thêm một chiếc xe mít cảnh sát nữa nè các bạn. Dưới này mình thấy có hai chiếc xe cảnh sát được, các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ mở chỗ này nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho xe chạy xuống, các bạn thấy đẹp không các bạn? Một chiếc xe màu vàng thêm một chiếc xe màu đỏ nữa. Wow, chiếc xe rất là dài luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có một chiếc xe gì nè các bạn. Wow, một chiếc xe bắt tội phạm nè các bạn ơi. Nè, chúng ta có thể mở cửa ngoài này nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ nhốt tội phạm này, sau đó đóng cửa lại, đóng cửa lại. Wow, ở đây có những cái đèn xe siêu đẹp luôn các bạn. Wow, xe này động cơ rất là mạnh luôn, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đây. Ê, các bạn ơi, ở đây mình thấy có một chiếc xe gì nè các bạn. Wow, đây là một chiếc xe ben nha các bạn, một chiếc xe ben màu vàng nha. Còn đây là chiếc xe cậu múc nè, mình múc đá nè các bạn. Ồ, mình đổ lên xe ben nha, múc đá nè các bạn. Wow, múc đá hay chứ bạn ơi. Ở chiếc xe cậu múc cát này rất là xịn nha các bạn. Ở đây có cái ống khói nè. Ở đây là những cái piston nè các bạn, xe màu vàng siêu xịn sò luôn nha. Bây giờ mình sẽ ben đá xuống các bạn. Đó, xe này chơi rất là hay luôn. Bây giờ mình lại đây các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có chiếc xe gì đây các bạn. Ồ, có một chiếc xe này, xe ủi đá màu xanh nước biển nè các bạn ơi. Đó, xe ủi đá nha. Còn đây là chiếc xe ô tô màu vàng nè, chở theo chiếc xe ủi đá nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Đó, đây là ống khói xe nè. Đó, nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi, ở đây có cái cây gì? Ê, các bạn ơi, ở trên cái cây này có chiếc xe gì nữa bạn. Wow, có một chiếc xe cool bus nè các bạn ơi. Ồ, xe cool bus này siêu xịn luôn các bạn. Ở đây là kính chiếu hậu nè. Đó, tài xế sẽ ngồi lái xe trong đây cho các bạn. Wow, các bạn ơi, chiếc xe này nó chớp đèn nè các bạn, thấy ghê chưa? Rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi mình để chiếc xe cool bus đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe màu xanh lá cây, xe này xe ủi cát nha các bạn. Để ở trong này có anh tài xế ngồi lái xe trong này các bạn. Rồi ở đây có một chiếc xe này xe ô tô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chở chiếc xe ủi cát nè. Nên. Rồi mình sẽ đi lại đây các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì nè các bạn. Wow, cái hộp này có con zombie hay gì nè các bạn ơi. Đâu, bây giờ mình sẽ coi coi. Nè, đó, đây là con vịt, đây là con zombie nè. Sẽ quay cái hộp này qua đây coi các bạn. Nè, các bạn nhìn nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có con zombie thiệt nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lôi cái hộp này ra nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Đẹp chưa các bạn ơi? Con zombie mắt lòi nè, nó đội cái nón có khúc xương nè các bạn. Nè, ở đây có cái bia nhắm là cái lưỡi nè các bạn. Ồ, nhìn đẹp ha các bạn. Rồi, ở đây có cái món đồ chơi này hay nè các bạn ơi. Wow, một khẩu này là màu đỏ với màu xanh nước biển nè các bạn. Nó nhìn đẹp chứ bạn ơi, này có ống nhắm rồi nè các bạn. Đẹp nha. Rồi bên này. Wow, khẩu này nhìn đẹp nha các bạn. Wow, khẩu này nhìn ngầu hơn nha. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đây cũng có ống nhắm nè các bạn. Rồi, ở đây là những viên đạn nè, để bây giờ mình lấy mình chơi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử cái này nha các bạn. Đây bây giờ mình gài lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy viên đạn nè các bạn, mình nhét vô đây nè các bạn. Đó, rồi bây giờ nhắm nha. 1, 2, 3 bằng châu. Wow, các bạn thấy hay chưa? Mình đã bắn lọt vô trong miệng luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nha, cái viên đạn các bạn, mình sẽ nhét vô trong này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nhắm nha các bạn. 1, 2, 3 Wow, các bạn ơi, mình đã bắn ra ngoài các bạn ơi. Đó, cái món đồ chơi này chơi hay ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình thấy có chiếc xe gì nè các bạn. Ồ, ở đây là một chiếc xe cứu thương nè các bạn, xe bullet nha các bạn. Đi một chiếc xe màu đỏ này nè các bạn. Wow, chiếc xe container này chở theo những chiếc xe đua. Ở đây có một chiếc máy bay trực thăng nữa. Nè, cái cabin màu xanh nước biển nhìn rất là đẹp ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra đây các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình thấy có chiếc xe gì các bạn. Wow, một chiếc xe ben lúc lắc các bạn ơi. Xe ben này ngầu lắm nha các bạn. Nè, đó, cái đầu nó lúc lắc như con rắn luôn các bạn ơi. Wow, nó đang chở theo cục đá rất là bự luôn nè. Đâu mình ben thử xuống các bạn. Wow, cục đá bự quá các bạn ơi. Nè, đó, cục đá siêu bự luôn. Mình sẽ để lên nè các bạn. Wow, chiếc xe ben xuống nè các bạn ơi. Nè, xe A60H truck nè các bạn. Đây là piston các bạn. Đây là bánh xe nè. Xe này rất là nhiều bánh xe luôn. Ở trong này có vô lăng buồng lái luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lùi ra đây nè các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có một chiếc xe nè các bạn. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Đó, xe này có cái thang cứu hộ chỗ
này nè, chú lính cứu hỏa sẽ ngồi đây xịt nước cứu hỏa nha bạn. Nè còn ở đây nè các bạn, đây là chỗ cho tài xế ngồi lái xe nha các bạn. Wow, cái xe này thang rất là dài luôn các bạn ơi. Rồi đi lại đây các bạn ơi, mình thấy có một chiếc xe gì nữa nè. Wow, một chiếc xe MC Win màu đỏ nha bạn, chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe nha các bạn. Wow, dưới này chở thêm ba chiếc xe rất là đẹp luôn nè các bạn. Rồi bây giờ đi qua đây. Ui các bạn ơi, bên này bên này. Wow, đây có một cái chuồng thú các bạn ơi, có một con beo trong này các bạn ơi. Ồ, đây là con khủng long nè các bạn. Khủng long cái vây sừng con mắt nó nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi ở đây có gì bạn? À ở đây có con thỏ bạn ơi. Wow, xe rất là đẹp, rất là hay luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây, đi qua đây. Ô các bạn ơi, trên cục gạch này mình thấy có chiếc xe gì nè các bạn. Wow, một chiếc xe cảnh sát bạn ơi. Nè, một chiếc xe cảnh sát nha. Rồi, hai chiếc xe cảnh sát nhìn đẹp ha các bạn. Ô, dưới này các bạn ơi, dưới này có chiếc xe gì nè. Đâu mình đổ các bạn. Ý, có hai chiếc xe ô tô màu xanh nước biển luôn các bạn ơi, nhìn siêu đẹp luôn nha. Đó, xe bullet có chú cảnh sát luôn nè các bạn. Nè, đây là đèn xe cảnh sát nha các bạn. Wow, xe cảnh sát này đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây. Các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì nè. Wow, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn đẹp chứ bạn. Chiếc xe này màu vàng các bạn. Đó, in đó, chạy nhanh chứ bạn ơi. Rồi, ở đây có chiếc xe ô tô nữa nè các bạn. Rồi mình sẽ để lên nha các bạn. Đó, xe siêu đẹp luôn nha. Rồi đi qua đây các bạn ơi. Wow, ở đây có một chiếc xe ô tô số 32 nè các bạn ơi, xe màu vàng nhìn đẹp nha. Rồi, ở đây có một chiếc xe ô tô nữa nè, đang chở theo chiếc xe Jeep màu xanh nước biển nhìn rất đẹp nha các bạn. Rồi, còn đây chiếc xe container nè các bạn. Đó, ở đây có một chiếc máy bay trực thăng nữa nè các bạn. Wow, dưới này có một chiếc xe ô tô chở theo xe mô tô nè các bạn. Đó, chiếc xe container này siêu dài luôn nha các bạn. Nè, đó còi xe được mạ chrome, ống khói được mạ chrome nhìn xíu ngầu luôn. Rồi bên này. Wow các bạn ơi, mình thấy có một chiếc xe lửa nè các bạn, xe lửa màu xanh nước biển nè, thêm một chiếc xe lửa màu vàng nữa. Rồi, chiếc xe container này chở theo hai chiếc xe gì đây? Để mình coi coi bạn. Wow, có hai chiếc xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Đó, hai chiếc xe cảnh sát siêu đẹp luôn nha. Đó, chiếc xe container này cũng siêu ngầu luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô đây. Ui, các bạn ơi, ở trong đây mình thấy có chiếc xe gì màu trắng nè các bạn. Nè. Wow, một chiếc xe điều khiển nè các bạn ơi. Nè, đây là cái đồ điều khiển nè. Mình thử khởi động lên các bạn. Wow nè, có sáng đèn nè các bạn ơi. Ồ, không biết chiếc xe này còn hoạt động không các bạn. Đâu mình lấy ra đây coi các bạn. Mình kiểm tra coi chiếc xe này khởi động đâu các bạn. À, hình như dưới này nè các bạn ơi. Nè. À, cái nút khởi động nè các bạn. Đó, ui, các bạn ơi. Nè, ở trong cabin sáng đèn rồi nè các bạn. Ồ, các bạn ơi, chiếc xe có thể hoạt động được đó nha. Bây giờ mình bấm thử nút này các bạn. Wow các bạn ơi, nè cái cần cẩu nó đưa lên các bạn. Nè bây giờ mình bấm nút này bạn. Đó, cần cẩu đưa xuống bạn ơi. Wow, xe đưa lên đưa xuống nè. Còn bây giờ mình bấm nút này bạn. Ồ, xe xoay bệ cẩu bạn ơi. Nè bây giờ mình xoay ngược lại bạn. Đó, hay chưa bạn? Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe chạy bạn. Wow, hay chưa? Ê, các bạn ơi, chiếc xe nó lại nó ủi chiếc xe kia kìa. Ồ, không được bạn ơi. Wow, nó chạy ghê bạn ơi. Nè, nó chạy đâu các bạn ơi? Nè. Ồ, các bạn ơi, nè. Ồ, chiếc xe container chạy ủi ghê chứ bạn ơi. Đó. Kìa, ghê chứ bạn ơi. Wow, không được các bạn ơi. Ôi, nó ve lại bạn ơi. Ôi, nó ve qua đây nè bạn ơi. Kìa. Ô, nó chạy hay chứ bạn ơi, nó đang bẻ lái qua đây nè bạn ơi. Đó, nó làm gì các bạn? Kìa. Wow, ô, ghê chứ bạn ơi. Kìa. Ô, nó đang ủi lên chiếc xe luôn. Ghê. Ô, rồi các bạn ơi. Nó ủi sao nó bị ngã luôn các bạn ơi. Ô, chiếc xe này hay nha các bạn. Ô, nó rất là hay luôn. Ôi, kìa các bạn ơi. Nó lại tiếp tục chạy nữa bạn ơi. Kìa. Nó lại chạy qua đây các bạn. Ô, lần này nó chạy. Ô, no, các bạn ơi. Nó đừng bạn. Ô, no. Kìa, nó leo luôn bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Ôi rồi, chiếc xe nó bị trục trặc các bạn ơi. Nó bị ngã xong nó kêu tít luôn rồi. Chắc là nó không hoạt động được nữa đâu. Bây giờ mình để những chiếc xe này đây nha các bạn. Mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.